Sumare. Thành quả tốt của Sumare. Đình Trọng. Sumare. Thành quả tốt của Sumare. Đình Trọng. Khoảng 1.30. Bên bên trái là Thế Lộ Hải. Còn bên phải là Lưu Duy Mạnh. Khoảng 1.30. Bên bên trái là Thế Lộ Hải. Còn bên phải là Lưu Duy Mạnh. Sumare là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Malaysia. Sumare là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Malaysia. Chế Hà Sim. Chế Hà Sim. Giúp ở Việt Nam pressing tầm cao thì Malaysia đã mất được nhịp của trận đấu. Của Safari ngày nay. Đây là trận đấu mà Malaysia đã không có được Amirun chơi thay vị trí của Safari ngày nay. Đây là trận đấu mà Malaysia đã không có được Chế Hà Sim. Malaysia Chế Hà Sim. Malaysia vẫn đang là không đều. Các trọng tài người Australia khi tỷ số vẫn đang là không đều. Các trọng tài người Australia khi Malaysia Malaysia đang có một lối cầu thủ tốt kết hợp giữa những người kinh. Malaysia đang có một lối cầu thủ tốt kết hợp giữa những người kinh, chính là Việt Nam và Malaysia. Tại ASEAN 18 thì Đông Nam Á có 3 đội, vâng, chính là Việt Nam và Malaysia. Tại ASEAN 18 thì Đông Nam Á có 3 đội, vâng, chủ nhà Indonesia và Malaysia. Chủ nhà Indonesia và Malaysia. WhatsApp. Tại nước ngoài đó là số 10 Fabri Fauzi thi đấu tại Thái Lan cho Nakhon Ratchasima. Tại nước ngoài đó là số 10 Fabri Fauzi thi đấu tại Thái Lan cho Nakhon Ratchasima. Có thể nói là quyết liệt của đội trưởng Ratchak. Ratchak là người có thể nói là quyết liệt của đội trưởng Ratchak. Rắc rắc là ngày thi đấu ngày nay. Quế Ngọc Hải thi đấu ngày nay. Quế Ngọc Hải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vấn của Nguyễn Huy Hùng trong lần đầu tiên đá chính ở giải đấu năm nay. Quả bóng rất tốt, xuất phát từ tình huống xử lý hay của đội Passat. Đầu vấn của Nguyễn Huy Hùng trong lần đầu tiên đá chính ở giải đấu năm nay. Từ tình huống xử lý hay của đội bóng kỹ thuật tạo ra đội tuyến của kỹ thuật. Đội Việt Nam đã có cầu thủ thứ 6 ở AFF 2020 kỹ thuật tạo ra đội tuyến của kỹ thuật. Đội Việt Nam đã có cầu thủ thứ 6 ở AFF 2020. Tình huống xử lý không đẹp của cầu thủ đội bóng. Tình huống xử lý không đẹp của cầu thủ đội bạn và phạm lỗi của Mai Hy Nam. Sau đó thì người đá cặp tiền vệ giữa với Mai Hy Nam là Phước Tây Ba và phạm lỗi của Mai Hy Nam. Sau đó thì người đá cặp tiền vệ giữa với Mai Hy Nam là Phước Tây Ba. Cầu thủ đá rất tốt trong trận này. Đức Huy là cầu thủ Lan Anh. Cầu thủ đá rất tốt trong trận này. Đức Huy là cầu thủ Lan Anh. Thêm một lần thủ môn Marius vào để chứng minh bóng thật sự thế nào. Thêm một lần thủ môn Marius vào để chứng minh bóng thật sự thế nào. Các vị trí từ về trung tâm. Các vị trí từ về trung tâm. Thank you.